Vâng vậy trong đêm nay và ngày mai thì diễn biến mưa lũ tại miền Trung ra sao thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật với biên tập viên thời tiết Hưng Liên. Xin mời chị ạ. Vâng Hải Yến và thưa quý vị khán giả, lượng mưa trong đêm nay và ngày mai sẽ giảm so với hôm qua. Thế nhưng lo ngại là lũ nhiều sông vẫn đang rất cao gây ngập lụt diện rộng. Cảnh báo tối đến đêm nay có bốn sông ở mức khẩn cấp trên báo động 3, bao gồm sông Kiến Giang tại Lệ Thủy Quảng Bình đạt đỉnh trên báo động 3 là 60 cm. Sông Thạch Hãn của Quảng Trị đạt đỉnh trên báo động 3, 20 cm. Sông Bồ tại Phú Ốc và sông Hương tại Kim Long ở Thừa Thiên Huế, lũ cũng vượt báo động 3, 20 cm. Còn sông Thu Bồn tại Câu Lâu ở Quảng Nam sẽ trên báo động 2. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra tại các khu đô thị, vùng trũng thấp ven sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Vùng núi có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Về diễn biến mưa, dự báo khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế thì lượng mưa đêm nay và ngày mai sẽ là từ 50 đến 100 mm và có nơi trên 120 mm. Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, mưa từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Chuyển sang thông tin thời tiết thành phố Hồ Chí Minh, dự báo đêm nay trời không mưa, hơi xe lạnh, nhiệt độ thấp nhất là 23 độ. Còn với thủ đô Hà Nội, đêm nay cũng thấy lạnh do quang mây và có gió đông bắc thổi nhiệt độ hạ xuống thấp nhất còn 22 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của chuyển động 24 giờ.